Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 7, câu 40 đến câu 53. Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói, ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng, ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói, Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói, Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vậy, vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Họ liền hỏi chúng, tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời, xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-siêu liền nói với chúng, cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ, lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp, cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy. Không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, việc gặp gỡ Chúa Giê-xu luôn mang lại những thách đố, đặc biệt là trong việc lựa chọn để ủng hộ hay chống lại người. Chúa Giê-xu không chấp nhận sự trung lập, hoặc ủng hộ, hoặc chống đối, hoặc quy tụ, hoặc phân tán, chứ không thể có thái độ lưng chừng. Khi Chúa Giê-xu còn là một hài nhi, cụ già Simeon đã loan báo cho Đức Maria, con trẻ này là duyên cớ cho nhiều người phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Thánh Gioan ít nhất đã hai lần đề cập đến sự chia rẽ quan điểm giữa dân chúng về người. Nhưng điều quan trọng cuối cùng là, bạn bảo ta là ai? Chúa Giê-xu của bạn là ai? Một phẩm giá đáng chú ý của Chúa Giê-xu là sự tự do. Người không hề sợ ai, cũng chẳng quỵ lụy người nào. Nhiều lần chúng ta đã được chứng kiến sự tự do đầy uy nghi của Chúa Giê-xu. Chẳng hạn trong Tin Mừng theo Thánh Luca, họ kéo Chúa Giê-xu lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người đã băng qua giữa họ mà đi. Và trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, không ai lấy được mạng sống của ta. Vì vậy, những gì Chúa Giê-xu làm cho chúng ta, Người đã làm trong sự tự do hoàn toàn. Người làm vì Người muốn. Không ai lấy được mạng sống của ta, nhưng chính ta tự ý hy sinh mạng sống mình. Đó là một dấu chỉ đầy thuyết phục về tình yêu kỳ diệu Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con xét tính như Thánh Phao-lô. Chúa đã yêu tôi và phó mình vì tôi.